Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay chúng ta sẽ ăn cái món này mọi người ạ. Khiển sao súp bánh đa kiểu nhà hàng nha mọi người. Chúng ta cùng lướt qua gia vị và nguyên liệu ạ. Đây là có 200g hến, hành tăm, ớt và gừng, diệt chuột, hạt lựu, cà rốt, giá. Đây có một số rau thơm là hành lá mùi tàu, lục quỷ và rau hẹ. Còn gia vị thì các gia vị đồ thông thường thôi, lát nữa mình sẽ nếm vào trong đồ ăn đó nhá. Sau khi hành tăm đã vàng như này thì chúng ta bắt đầu bỏ hến vào sao nhé mọi người. Mọi người đảo đi cho mình. Chúng ta đảo trong vòng 1 phút nha mọi người. Tiếp theo chúng ta đảo đổ cà rốt vào. Bởi vì cái cà rốt này là đổ lâu chín hơn đấy nên chúng ta phải cho vào trước để đảo trước. Chúng ta cho diệt chuột vào. Tiếp tục đảo đều. Sau khi cà rốt và diệt chuột đã được thì chúng ta cho thêm giá vào nha mọi người. Cái đồ ăn này nó là cùng chỉ được 80% thôi thì bây giờ mình tắt bếp để nếm gia vị. Mình có nửa thìa canh hạt nêm, nửa thìa canh mì chính, một thìa cà phê đường, nửa thìa cà phê tiêu. Một thìa canh nước tương, một thìa canh dầu hào. Sau khi đã cho tất cả gia vị vào, mọi người lại bật lửa để đảo tiếp. Bật lửa to hết cơ lên đảo cho mình. Cái món này nó không quá khô ấy mọi người, không quá khô mà nó cũng không ướt. Đấy. Với cái định lượng như này thì mình xào trong một phần ăn cũng khá là ok đấy mọi người ạ. Thể vào. Tiếp theo chúng ta sẽ cho hết rau thơm vào nha mọi người. Và chúng ta tắt lửa để thưởng thức món ăn. Chúc tất cả mọi người thành công với món ăn hến súp bánh đa này nhé. Đây là món hến súp bánh đa của nhà hàng nhé mọi người. Mọi người chỉ cần xem và làm theo video của mình. Nếu thấy hay hãy cho mình một like, một follow. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Mời mọi người ăn hến sao súp bánh đa cùng mình nhé. Đấy, hôm nay mình sẽ ăn với đậu phụ chấm nước mắm, cà và uống bia.